Lan Cường Huệ xin kính chào tất cả cô chú anh chị là yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay nhà em lên một cái video tiếp theo. Cái video này cũng bao ship nha cả nhà nhé. Hình đầu tiên là hình đùi gà dẹt ba hình số 32, 320.000. Các bác cứ chốt đơn hàng là giá cho em nói thôi, chứ còn lại ship là nhà em đã bao rồi. Hình số 35, đây là đùi gà tròn 380.000. Đùi gà tròn của Lai Châu thì hoa nở rất là đẹp và lại có nhiều mặt bông, nhiều màu ấy. Hình số 35, 350.000. Hình số 2, đùi gà tròn 250.000. Hình số 2 ấy, 250k. Đùi gà tròn hình 36 400.000. Đùi gà tròn hình 36 400k. Mấy thân rất là dài. Đùi gà dẹt hình 37. Đùi gà dẹt hình 33 350.000. 350.000 hình 33. Phi điệp vàng hình số 30, 180.000. Phi điệp vàng 180k lẫn một ít hoàng thảo tam bảo sắc các bác nhé. Lẫn 2-3 thân hoàng thảo tam bảo sắc. Long tu đá thì đã xuống hết lá rồi. Đây là những cái thân hoa hết các bác nhé. 150.000 long tu đá. Giờ này không số. Nhìn như này nhưng mà đây là các thân hoa này. 150.000. Cuối tháng 8 hình 13 350.000. Cuối tháng 8. Hoàng thảo vôi hình 24 400.000. Hoàng thảo vôi cũng đang mùa xuống lá. 400.000 hoàng thảo vôi ạ. Đùi gà tròn hình số 27 170.000. Hình 27 170k. Hoàng thảo vôi hình số 5 400.000. Hoa vôi này hoa nó cực kỳ thơm. Cái này thì vôi thì thuần rất lâu rồi. Hình 5 400.000. Hạc vĩ bắc. Giò này thân dài to. Hoa thì nó khi nó đang xuống lá chờ ra hoa nó sẽ dài từ trên này xuống này. Giò này thì 800k cả nhà này. 800.000. Chồn hình số 16 350.000. Chồn này là các chồn cây nó to cả nhà nhé. 350.000. Trồng vào khúc không ngứa. Hình 16. Long tu xuân hình 11 320.000. Long tu xuân cũng xuống lá hết rồi. Nhìn nó thế này thôi nhưng đây là những cái thân nó đã xuống lá rồi các bạn. Hình số 11 320.000. Giáng hương tam bảo sắc hình số 12 250.000. Giáng hương tam bảo sắc hình 12 250.000. Giờ giá thể của nó mục rồi nhưng rễ của nó bám rất là chắc, bám lâu rồi đấy, rễ nó cuốn vào nhau. Hình số 14 long tu đá này cũng 150.000, cũng đã xuống lá hết rồi. Nó có khoảng độ chục cái thân hoa như này. Đây là những cái thân hoa. Chồn hình số 6 200.000. Chồn ở nhà nhé. Hình số 6 200.000. Mùa này thì nhìn ra nó hơi khô một chút. Mùa đông rồi. Lá thì một số loại thì lá nó xuống thì nó không được tươi tốt như ở mùa xuân. Mùa xuân thì nó vừa có mầm lên và một số loại nó còn có nụ. Hình số 34, 350.000, dáng hương tam bảo sắc. Hình 34, 350.000.
hình số 19. Giá hơn ta bảo sắc 180.000, hình số 19. 180k. Cái này để hàng cây lá ngắn. Là xếp rụt ngắn ấy. Hoàng thảo vôi. Hình số 18. Cũng 400.000. Hoàng thảo vôi 400.000 nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo vôi hình 25. 400k. 400.000. Chồn lẫn ra báo 200.000. Chồn lẫn ra báo này 200k. Bây giờ là có một số loại là hàng em mới ghép. Nếu bác nào có nhu ngại lấy về ghép mà chỉ lấy về lấy em ghép sẵn như thế này ấy, về để cho các bác cứ thế mà chăm thôi, thì lấy loại này này. Hình này hình 9 kiều vàng. Hàng ghép được 1 tháng nhưng vì mùa này mùa đông nên là dễ mới nó chưa ra, nó phải sang mùa xuân phải sau Tết ấy, thì dễ mới nó mới ra được. Cái này hầu như là thân tơ còn thân già với dễ bọn em đã cắt bỏ hết đi rồi. Hình số 9 230.000. 230.000 kiều vàng cả nhà nhé. Hình số 7. À quên, hình số 1. 270.000 kiều vàng. 270.000 hình số 1. Cũng là cái giò là hàng mới ghép thôi. Môi tua. Môi tua cũng là hàng mới ghép ở nhà nhé. Hình số 15. 200.000. Môi tua. Cắt bỏ hết các thân già rồi. Về các bác cứ thế này treo lên tưới nước thôi. Đến mùa xuân đến là tưới thêm cho nó ít B1. Và treo khi nào dễ ra thì treo phân dê vào. Là hình số 22. 200.000. Cũng môi tua hình 22. Các giò em bán đồng giá như nhau nhé. Hình này là hình số 23. 200k. Hình 23 200.000. Trúc mảnh còn một giò duy nhất, cũng là hàng mới ghép. Chưa có dễ mới 200.000. Bác nào mà lên thích lấy loại nào thì gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại em lưu ở trên đầu bài, trên bài lá. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.